Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành NG đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Club Cua Vua Cua Chiến Tranh nha. Và nếu anh em nào fan từ game này hãy để lại một like. Và nếu video được 500 like, ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất nhé. Thì đã có phiên bản cập nhật Tết đây anh em ạ. Đây, anh em thấy có tiếng pháo hoa không? Đấy, khá là hay. Và có cả hình con bướm bướm nó trang trí theo kiểu phong cách Trung Quốc, đèn lồng cái gì đó đây. Mình sẽ vào thử xem. Chúng ta sẽ cộng thêm 50% cái phần thưởng nữa ở đây nha. Rồi, ok. Phần thưởng của chúng ta cũng sẽ đủ luôn thôi, ngay và luôn thôi. Cho có rất là nhiều thứ trong này. Chúng ta sẽ được cộng thêm 50% phần thưởng. 50% số điểm. Rồi, mình sẽ tắt cái này đi. Game gì đây? Rồi, thu thập hồng bao này. Wow, sự kiện này anh em ơi. Cái này sẽ làm như thế nào? Hãy tìm kiếm bướm tài lộc trong sự kiện đặc biệt này. Nhấn vào bướm để thu thập hồng bao để đổi các vật phẩm đặc biệt. Nhiều vật phẩm. Ui, cua gì đây? Mai cua chuột may mắn. Ngon ghê. Cái gì đây? Điểm gen. Và cái kho báu bướm nhận 5 ngọc có số lượng ít nhất. Đây. Vận may huyền thoại. Ngon nhờ. Bướm tài lộc nhân 1. Hiện tại mình chưa có cái nào đúng không? Nó đang bán rất là nhiều cái phần thưởng ở bên này. Rất là nhiều luôn. Đấy anh em. Cái gì đấy? Gói quà siêu rồng thiêng. Ngọc trai. Điểm gen. Ốc xà cừ. Tên nguyên đán đã đến. Có rất là nhiều thứ luôn anh em ạ. Mai cua chuột. Tài lộc và mai cua chuột hoa anh đào. À, cần có cua Apex cái gì đó cơ thì mình phải mua được cơ. Gói đào hầm. Rồi ok thì chúng ta cứ đánh đi á, không tính sau. À quên, tôi phải tăng vàng đã chứ anh em. Bắt buộc phải tăng vàng. Không tăng vàng thì không được nha. À, 100% thì chúng ta sẽ phải tăng vàng đã thì mới có thể làm thêm những cái khác được. Ta sẽ nâng cấp lên thời kỳ tiếp theo. Tắt tiếng rồi mà nhỉ? Tắt tiếng rồi mà sao vẫn hiện ở đây ta? Khó chịu ghê. Mà còn quảng cáo xem nó lâu vãi lều ấy. Ba quảng cáo anh em ạ. Chúng ta sẽ phải xem ba quảng cáo liên tục luôn. Rồi ok, mình tắt cái này đi. Tăng vàng lên đã. Rise of Kingdoms. Rồi, có lẽ là hợp lý chưa? Hợp lý hơn rồi đấy. Nhưng mà cái quảng cáo này nó vẫn hiện lên. Vì thế tôi cần phải tắt nó đi. Dĩ nhiên. Ba quảng cáo nó tăng cho ra 150% vàng. Nó rất là tuyệt. Ok, xong chưa nhỉ? Rise of Kingdom cũng xong. Cái cua địa ngục mình còn chưa triệu hồi hết cơ. Là chưa triệu hồi được hết cái con cua địa ngục lên. Nó vẫn là nằm trong cái này tắt đi này. Phải ấn thêm 2 lần mới tắt cơ. Rồi sau khi đó thì chúng ta có thể thoải mái mà chơi rồi. Rồi, chúng ta đã tăng cường lên 150% vàng trong vòng 3 tiếng. Yes. Hay lắm. Chúng ta rất là nhiều thứ để ta có thể chơi được. Rất là nhiều thứ hay ho luôn. Bây giờ mình hình như mình có cái gì mới thì phải, đầu lĩnh mới anh em ạ. Chúng ta đã có 2 con mới bên này. Đấy, con này thì mở khóa. Làm sao mở được? Cần 300 B vàng. Oh my god. Nâng cấp hết bọn này lên anh em ơi. Tối đa luôn. Nói chung là nâng toàn bộ luôn anh em ạ. Không để dành bất kỳ cái gì cả. Tối đa này. Cái này cũng sẽ nâng tối đa lên luôn. Tối đa. Hết rồi đấy anh em ạ, cho hết sạch điểm luôn. Cho có thể tiến hóa đây. 105 sát thương. Spruce. Và bên này là Shuriken 81 và 1% vàng rơi. Nói chung là nó cũng sẽ khá mạnh. Đây ơi, bướm rồi anh em ơi. Bướm rồi anh em ơi. Nhận thưởng gấp đôi. Có nghĩa là xem quảng cáo thì chúng ta sẽ được nhận thưởng gấp đôi cái này. Khá ngon. Tội gì mà không lấy nhỉ. Nó quá là tuyệt vời như thế này. Rồi chúng ta sẽ đợi khoảng
10 giây nữa để nó bắt đầu. 4, 3, 2, 1 và kết thúc rồi. Chúng ta sẽ nhận thưởng 2 phong bao lì xì. Mà bây giờ ta sẽ được cái gì chưa? Chưa được anh em ạ. Có bước đầu tiên là sẽ là 5 phong bao lì xì rồi nha. Cứ bao giờ được 5 phong bao lì xì chúng ta sẽ tính sau. Đánh bot này anh em. Bot này. Bot thì cũng sẽ bay màu thôi vì mình nâng cấp rất là nhiều cho mấy con cua của mình rồi anh em. Cái này thì chúng ta được có thêm 15 ấy thôi, 15 ngọc trai thôi. Cũng được, được ở đây. Thì sau chúng ta đi được đến khoảng 500m rồi anh em ạ. Nhưng mà level chúng ta vẫn đang hơi thấp. Bot này, ui, bot mình đấm phát chết luôn anh em. Tưởng thế nào, tưởng có cái quái gì xuất hiện nào. Đấy, cấp lột xác này. Rồi, tấn công. Ui giời, cấp lột xác. Nhân vào đây, để tất cả bot biết đủng thì vào đánh chết hết. Đảm bảo luôn, bot này, lại bot này. Bot không thèm cần dùng đến kỹ năng cơ anh em ạ. Chúng ta tiến rất là xa. Nhưng mà hy vọng sẽ được cái con gì nhỉ, rồng địa ngục gì đó nó xuất hiện một cái. Nhưng mà trong này hiện tại thì nó chưa xuất hiện rồng địa ngục. Đây là con bướm gì, bướm xanh à. Quân đoàn cua ta sát thương không 3 giờ, thật ra chưa không cần lắm đâu. Tại vì bây giờ mình rất là khỏe rồi. Bây giờ tăng quân đoàn cua lên nó rất là phí phạm anh em này. Boss này, boss mấy hit cái là chết rồi. Không cần nhiều. Và nếu mà tăng vàng hụt thì nó sẽ hay hơn. Ok, nhưng mà mình còn nhiều thứ chưa làm thì sao anh em. Nhiều thứ lắm. Một đống nhiệm vụ chưa làm bên kia rồi. Đây là mình đang cần nâng cấp cua nó khỏe hơn thôi. Thành tựu thì mình mới đạt được một số cái phần thưởng bên này. Tết mà đúng không? Candy. Ok. Như là chúng ta sẽ có một cái này đúng không? Cái này khó đánh lắm. Nó khó đánh vãi lều luôn. Không biết anh em thấy thế nào, mình thấy khó đánh kinh khủng rồi. Chiến báo thế giới thứ hạng là chúng ta thứ hạng 3. Bộ sưu tập thì mình chỉ có cái bộ cá đuối gì đó đây này. Mình có mỗi con hình đại diện là cá đuối thôi. Thân cá đuối thôi. Không có nhiều lắm. Cái này đánh thì nó sẽ hơi rắc rối là nó vẫn giữ cái sinh lực cũ này, đúng không ta? Và muốn chơi thêm thì chúng ta không có con vàng nhỉ? Con vàng. Muốn chơi thêm thì phải xem quảng cáo để lấy con này, lấy 30. Nó chưa qua thì ngày mai lại đánh tiếp tục ở cái ô này. Thế thôi. Đấy. Ưu tiên là mấy con vàng trước. Chắc chắn là chúng ta cần phải xem thêm quảng cáo một lần nữa rồi. Thì đảm bảo với anh em là như vậy luôn. Đó, đom đóm mình sẽ tiếp tục xem quảng cáo để ok, xem quảng cáo để tiếp tục chơi thêm một lần nữa bên kia nữa. Là xong. 13, 12, 11. Xong chưa nhỉ? 5, 4, 3, 2, 1 này. Chắc là sắp được. Rồi đấy, chúng ta đã có thể chơi thêm một lần nữa anh em. Nào, ấn nhanh. Xong là sẽ hết thời gian. Con bọ vàng, ưu tiên bọ vàng sẽ gây ra sát thương to hơn. Nhiều đom đóm, à không phải bọ, đây là đom đóm anh em ạ. Chết, hay lắm. Hai đom đóm vàng và hai bao đom đóm thường. Bắt đom đóm phần thưởng đến gấp đôi. Nếu chúng ta xem quảng cáo sẽ là 60 ngọc. Tội gì mà không lấy nhỉ. Game này thì hầu hết là chỉ xem quảng cáo nhiều thôi. Sẽ cho chúng ta rất là nhiều ngọc, nhiều thứ khác nhau. Ok, đã xong. Mười mấy giây đây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, 3, 2, 1. Tắt đi. Chúng ta có tầm đến 60 ngọc. Càng ngày tiến càng xa luôn nhé. Và chúng ta đang đợi cái cổng địa ngục từ con rồng địa ngục ra. Nhưng mà chưa thấy đâu cả. Cơ hội gặp rồng địa ngục là rất cao đấy. Này, vẫn còn 4 trên 5 này. Những con bọ vàng này, cái này là sẽ rất là nhiều vàng luôn. Boss này thì vẫn chưa cần dùng đến các cái item kia. Có lẽ boss sau cần phải dùng đấy nhiều. Bắt đầu cảm giác yếu hơn trước rồi đấy. Ô, đây rồi.
Đây rồi, phần thưởng gấp đôi. Thương gì đây? Nó có robot cái bụng gì đây? Thương nhìn hay ta. Cái gì vậy? Đây là game gì vậy? Game thủ cửa à? Con ngựa này. Win West Win West nhìn hay nhỉ? Nhìn game hay ta. Là lot for free. Tội gì nó đang được free mà. Chỉ có 2.3 điểm đánh giá thôi. Tại sao? Tại sao chỉ có đánh giá được 2.3? Game hay này mà. Nhiều khi nó không đánh giá chuẩn xác cho lắm đâu. Như thế là không ổn rồi. Đánh giá linh tinh tinh. Mình nhận phần thưởng nhân 2 đã. Ok, chúng ta sẽ nhận được cái phần thưởng nhân 2 ở bên này. Hồng bao lì xì, hiện tại mình đang có 4 cái nha anh em. Và tiếp tục là thu thập thôi. Thu thập càng nhiều càng tốt. Nói chung thì thu thập lên là cái mức độ nào nhỉ? Đây này, 40 phong bao. Mai cua chuột may mắn. Đấy. Chúng ta sẽ có cua chuột, cua kiếp, rất là nhiều loại cua khác nhau. Boss à? Boss chưa? Chưa được boss đâu. Hiện tại mình đang kiếm được khoảng tính theo B vàng. Không quá nhiều cho lắm. Bốn mươi 53 B vàng. Mình có thể nâng cấp thêm một số cấp độ cho con cua của mình lên. Kỹ năng, chúng ta có thêm một kỹ năng mới, đầu lĩnh nổi giận, tiến hóa chúng ta 123 sát thương, 15% vàng rơi, cái này cũng được. 131 sát thương, mình có thấy sát thương nào cao hơn thì mình sẽ tiến hóa lên thôi. Đơn giản, dễ hiểu. Tối đa luôn, đã cấp khoảng cấp 300. Cấp 550 thì sẽ tiến hóa đúng không? Nên cấp được không quá khó. 550 tiếp tục là sẽ tiến hóa lên thêm một cái dạng mới nữa. Đấy. Không quá khó khăn để luyện cấp đâu nhỉ? Dễ mà. Có boss chưa nhỉ? Bướm vàng. Lập tức di chuyển 20m à? Cổng không gian địa ngục thôi, nghỉ ngay. Nhưng còn tầm đến có 4 cái cổng địa ngục nữa cơ mà, còn lấy đâu? Đã di chuyển hết đâu? Chưa di chuyển hết. Bây giờ mình đang muốn tiến hóa lên nó khỏe hơn. Có boss chưa nhỉ? Chưa thấy boss đâu cả. Đưa boss ra đây. Thế như là tầm khoảng cứ tầm 10m một thì nó sẽ có boss thì phải. Đây rồi. Mày nhờn. Chết luôn. Đằng này nó cũng sẽ hồi lại kia cho xem. Nên không cần phải tiếc đâu nhiều. Lại có khá nhiều vàng ở đây. Tiến càng xa càng tốt. Game này hay mà. Giải trí rất thời gian, rất hay. Nếu anh em có chơi trên điện thoại thì ấn lên tọi thôi. Công việc rất đơn giản. Đánh, nâng cấp các kiểu cho càng khỏe lên. Kiếm được càng nhiều quậy cua xịn hơn. Vui. Không quá phức tạp, nhẹ nhàng. Và máy nào thì cũng sẽ chơi được với cái tựa game như thế này. Cấp đột xác đó là 1. Công tấn công tấn công. 588m rồi. Boss chưa? Boss thì tiếp tục vào dùng cái chiêu 2 luôn nhá. Sàng luôn, có thêm con bướm nữa. Tỷ lệ chí mạng à. Như là boss thì phải. Mình vừa dùng cái gì rồi sao ấy? Mình tăng cái tỷ lệ chí mạng lên khá cao. Nhưng mà nó chỉ trong vòng hai mấy giây thôi là nó sẽ biến mất ngay bây giờ mà. À, ở đây mình có thêm một tỷ lệ chí mạng khi mà mình xem lấy con bướm ấy. Tôi muốn có thêm một con bướm bướm ngày Tết nữa để mình có thêm cái phong bao lì xì anh em ạ. Được. Hợp lý không? Đó. Để sưu tập hai cái loại cua mới. Đấy. Hai loại cua rất là đẹp bên kia. Cua gì nhỉ? Cua mai vàng hay là cái cua boss à? Mình đã yếu nhá. Cái xương này tăng cường sức mạnh chúng ta lên một chút xíu sao nhỉ? Bắt đầu cả nó yếu hơn rồi đấy. Nên mình bút cái này lên luôn. Đây là cái skill của nó luôn. Đấy. Có skill thì... Úi dồi. Nó nuôi một phát chết hết luôn cả đàn cua của tôi ạ. Sợ ghê. Đấy hết nào anh em. Tấn công. Rất là mạnh, chúng ta đi được khoảng 600m rồi.
tính vào đèo B vàng và cố gắng là lên cấp. Ồ, cái này giờ mình sẽ nâng cấp cho ấy đi, nâng cấp cho các con đầu lĩnh đi, cho con thủ lĩnh đi, hợp lý đâu. Đấy, nâng cấp cứ từ dưới lên trên anh em ạ, tối đa đấy. Có những cái tối đa nữa nó không học được nữa, nó bó tay luôn, hết luôn tiền. Cái này lên là cấp bao nhiêu rồi này? Vẫn lên được anh em ạ, vẫn lên được, vẫn lên được, ok. Rồi đấy, chúng ta vẫn đang khá khỏe, phải đánh thử xem nào. Tốt hơn rồi đấy, nâng cấp đầu lĩnh thấy nó khỏe hơn rất là nhiều. Ui, nâng cấp đầu lĩnh, nâng cấp con đầu lĩnh mới anh em, khỏe. Được của nó ấy chứ đúng không? Ok, boss này anh em, mình muốn xem thêm một con bướm bướm nữa để kiếm thêm được cái phong bao ấy anh em. Mình đi đổi ấy, đổi quà ấy. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, vừa nhắc xong có ngay anh em ạ. Ok, ok, ok. Ấn luôn vào. Rồi, một ngày ta sẽ được 6 cái. Thì không biết là bao nhiêu ngày thì mới đủ được cái số lượng ấy đây. Không biết là bao nhiêu ngày ta sẽ đủ cái số lượng cần thiết đây anh em. Nhiều đấy nhờ. Kunai Kingdom. Đó. Ô, game này nhìn cũng hay, nhiều game mới ghê. Và phần thưởng dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ nhận 50. Ui, 50 ngọc trai đấy. Xịn nhờ. Món quà đầu tiên, đó chính là phong bao đầu tiên rồi. Và rồi thì chúng ta sẽ cứ mê nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.